Chào các em đã trở về với lại lớp tự học tiếng Đức từ xa. Hôm nay là chúng ta học về một cái tai nạn giao thông. Also, ein schwerer Autounfall. Ein schwerer Autounfall. Đây là bài A1. Lớp A1, bài 14, chương 96. Tự học tiếng Đức từ xa. Trước tiên vào vấn đề thì hãy gợi ý lý do nào mà có bị auto unfall là tai nạn, auto unfall là tai nạn ô tô. Lý do nào mà có bị auto unfall? Auto unfall thường là do lơ đễnh, tiếng Đức thì gọi là geschlafen, tức là ich habe geschlafen, có nghĩa là mình đang ngủ ở trong xe, thực sự là mình chưa không phải là ngủ thực sự mà mình mơ mơ màng màng á. Auto Unfall là thường là do lơ đễnh, tức là geschlafen trong lúc lái xe. Mình ngồi lái xe mình cứ tưởng tượng trên trời dưới đất, hay là mình không còn tập trung cho nữa thì là geschlafen. Tình huống á, là tại sao bị đụng, là tại vì cái Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand. Nhớ người có chữ S ở trong này để mà đọc. Sicherheitsabstand. Thì tình huống của nó là giữ an toàn, khoảng cách an toàn. Sicherheitsabstand là khoảng cách an toàn. Là tình huống là phải giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước. Vì khi gặp sự cố, tức là bất chợt đó, thì sẽ không kịp bremsen đó, gọi là phanh xe hay thắng xe lại, và chắc chắn là sẽ gây unfall. Đó, đó là tình huống là phải giữ khoảng cách an toàn. Also Sicherheitsabstand halten. Also halten, bitte Sicherheitsabstand. Hoặc là trong lúc trong xe nói chuyện quá hăng say trong lúc lái xe. Nếu có người cùng đi xe, mình nói chuyện hăng say quá, mình quên chú ý giao thông là cũng sẽ gây tai nạn như thường. Đạp ga hàm cố vượt đèn đỏ hay vượt báo hiệu, đó là khi mình thấy một cái xe cái đèn đỏ, mình cố gắng mình đạp ga xe chạy cho thật nhanh qua, là vô tình mình đụng vô người đi bộ, hoặc là mình đụng cho cái xe 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 của người khác đó. Hoặc cho nên cái này cũng là cái chú ý, là nếu mà thấy đèn đỏ thì thôi mình bremsen cái xe lại, chứ chạy bây giờ luật chạy đèn đỏ phạt nặng lắm đó, có thể mất bằng lái như chơi nếu mà gây tai nạn. Chạy nhanh ở những cái ngã tư vắng người theo quy luật của bên Đức là rechtsfalling, tức là bên phải cứ ưu tiên, nhưng mà có nhiều người thấy ngã tư vắng người là cứ chạy ào ào mà không biết rằng là đó là ngã tư khi không có bảng hiệu, là coi chừng xe bên phải nó đâm vào mình. Đó là lý do tại sao phải cẩn thận ở những cái khúc ngã tư vắng người, không nên chạy ẩu. Đó, đó là những tình huống mà mình phải cẩn thận, vì tránh nó thì không gây. Vấn đề kế tiếp đó, làm Führerschein, tức là bằng lái xe, làm cách nào để có được một cái bằng lái xe ở bên Đức này. Bằng lái xe ở Đức này rất là tốn kém, có thể lên tới 3-4 ngàn euro như chơi. Đó. Nhưng người Việt Nam mình có những cái trò gọi là mánh mung mà rất là nguy hiểm. Bây giờ mình theo nguyên tắc muốn có Führerschein ở Đức là phải chuẩn 4 điều sau đây. Thứ nhất, Augen test là khám mắt, phải được bác sĩ chứng nhận mắt còn tốt, khám rất là tốt. Đó là vấn đề quan trọng. Học lớp sơ cứu Erste Hilfe Kurs, tức là cái lớp sơ cứu phải đi học một khóa khoảng nửa ngày hay một ngày, thì như vậy họ sẽ cấp cho mình một chứng nhận học khóa sơ cứu này để biết cái nghĩa vụ và cách sơ cứu tại hiện trường xảy ra tai nạn. Nghĩa vụ là gì? Khi mình vô tình gặp một cái người tai nạn thì xảy ra ba trường hợp. Nếu mình không phải là người tai nạn gây ra tai nạn mà mình thấy một cái tai nạn xảy ra, nếu mình là người đầu tiên thì mình phải dừng xe lại và chạy ra phía đằng sau khoảng 30 mét để một cái bảng cấp cứu hình tam giác báo rằng là cẩn thận, đằng trước là tai nạn. Đó là cái người đầu tiên, khi mà thấy cái đó là phải dừng xe lại và đặt cái bảng hiệu hình tam giác để cách đó, trước đó khoảng chừng 30 mét, để những xe sau cách
sắp tới nên chậm lại. Cái người thứ khi mà người thứ nhất đã làm cái đó, người thứ nhì chạy lên thấy cái đó, thì người đó có bổn phận là phải đi tới xem coi, mang xem coi coi tai nạn như thế nào và gọi công an ngay, và gọi công an. Và người thứ ba sẽ tìm cách sơ cứu. Sơ cứu tức là hai người sau đó kế tiếp là phải kéo những người tai nạn ra khỏi xe ở những nơi ấm áp và lấy chăn đắp lại cho họ không bị lạnh, và đồng thời tìm cách sơ cứu bằng cách là thổi hơi vào trong lớp sơ cứu. Họ sẽ chỉ cho mình cách cấp cứu người khác bằng cách khiêng những người tai nạn ra ngoài xe như thế nào, hoặc là hô hấp nhân tạo những người đó như thế nào, và phải chỉ những vết thương của họ như thế nào nếu mà máu chảy ra. Cho đó là những trường hợp sơ cứu mà thôi và bắt buộc phải làm đó. Đó là nghĩa vụ sơ cứu và cách sơ cứu tại hiện trường xảy ra Unfall. Còn điều thứ ba đó là phải thi lý thuyết lái xe để biết luật lệ giao thông. Cái này là cái điều rất là nguy hiểm. Rất nhiều em tiếng Đức dỏm, không đủ trình độ, cho nên nhờ người khác thi hộ, hoặc còn ngu xuẩn hơn nữa lại học tủ, có nghĩa là học mánh để ra đánh, ra chấm điểm mà không hiểu câu đó là cái gì cả. Những người thi xong bằng lái xe lại cứ khoe khoang là mình đã thi đỗ thì cái phần lý thuyết lái xe, nhưng thực sự đó, gọi là có tiếng mà không có miếng, tức là không biết gì cả, chỉ biết đó. Cho nên những người đó không biết luật lệ giao thông là gì cả, và cũng là điều ngu xuẩn là khi bị tai nạn các em đó sẽ bơ vơ, không biết xử lý như thế nào, và thường thường là bị thua kiện vì không hiểu về luật lệ, cứ tưởng là mình là người phạm tội hoặc là cứ đổ thừa người khác. Mà trong khi mấy đứa ở bên xứ này đó, cái bọn ngoại quốc, nhất là bọn thổ đó, nó rất là mánh mung. Khi nó đụng mình á, nhưng mà đến lúc ra tòa nó lại cháo ngược trở lại, nó kêu mình đụng nó. Đó là cái điều gọi là nó đủ mánh mung, nó đủ mánh lới để nó ăn hiếp người Việt Nam mình bằng cách đủ mọi cách hết. Cho nên cái người Việt Nam mình nên, nếu đụng tai nạn, luôn luôn phải kêu công an tới chụp hình xử lý tại chỗ và khai báo tại chỗ luôn, chứ không đợi ra tòa. Và nhất là những đứa nào nó nói tao đưa cho mày số bảo hiểm đi, mày cứ báo bảo hiểm đi để tao đền, đó là điều sai lầm hết sức. Tại vì lúc đó bảo hiểm sẽ không đền vì không có bằng chứng, không có công an xác nhận là những đứa đó là người đụng mình, mà nhiều khi nó đảo ngược trở lại, nó đổ thừa mình đụng nó. Cho nên rất là nguy hiểm khi mà các em không thuộc lý thuyết lái xe. Your theoretical proofing is realistic. Đừng có khoe khoang là mình đã đổ được theoretical proofing, mà hãy nói là mình đã thực sự hiểu hết cái theoretical proofing chưa. Đó. Và điểm thứ ba, thứ tư nữa là practice proofing, có nghĩa là thực hành lái xe. Thực hành lái xe có nhiều động tác. Động tác thứ nhất đó là cách leo lên xe ngồi. Khi mình lên xe mình ngồi, mình phải biết chỉnh lại cái ghế làm sao, chỉnh cái kính chiếu hậu ra làm sao, chỉnh cái kính bên hông ra làm sao. Khi mà cái giám khảo họ thấy mình lên xe mà mình không làm cho em leo lên xe một cái là mình lái xe, là họ đánh rớt mình ngay tại chỗ. Mình phải ngồi xuống và phải giơ hai tay lên chỉnh kính lại, giơ hai tay kia ngó qua ngó lại mấy lần để cho giám khảo biết rằng là ông này thực sự đã làm đúng theo quy tắc của một người leo lên xe. Chứ không phải là kéo, tức là lên xe, chỉnh cái kính chiếu hậu, chỉnh cái ghế ngồi, chỉnh cái kính ở ngoài, bên ngoài, và chỉnh cái ghế lại và cài dây lại. Đó là những cái gọi là, và để ý coi những người chung quanh của mình có cài dây hay không. Tức là mình lên đó mình xem coi cái ông giám khảo ngồi sau lưng mình có cài dây hay không, và cái ông thầy giáo mình ngồi bên cạnh mình có cài dây không. Đó là những cái nguyên tắc phải chứng tỏ rằng là mình nắm vững cái đó bằng cách là mình nhìn họ coi có dây chưa, hay là mình hỏi họ rằng là mày cài dây chưa, và mình xem những cái đó. Nếu mà chưa cài, chưa làm, không được bật máy lên. Đó là cái điểm đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, khi mà mình từ trong lề lách ra ngoài là phải dòm kính cái hậu, quay đầu ngược trở lại để dòm có xe sau không, rồi chớp đèn xi nhan, đèn báo để mình bắt đầu mình ra. Đó là nguyên tắc
khi mình từ bãi xẻ đẩy ra. Đó. Và mình cũng phải chứng tỏ cho mình đổ xe vào bãi chính xác, mình phải chứng tỏ cho là mình quay đầu xe chính xác, tức là những cái, hoặc là mình chứng tỏ là mình lên dốc được, tại dốc là cái xe hay bị chạy thụt lùi, mày biết cách lên dốc. Đó, rồi sau khi 3, 4, 4 năm cái quy tắc cơ bản mà đổ rồi đó, thì lúc đó họ mới cho mình ra ngoài đường mình lái. Thì khi ra ngoài đường á, thì mỗi lần mà giám khảo nói lách trái lách phải thì lúc đó mình phải dòm trước dòm sau và mình phải xi nhan, nhất là đối với những người đi xe đạp là mình phải cách họ khoảng 1 mét ở bên hông để tránh đụng họ. Và khi người ta nói tốc độ 50 thì phải chạy tốc độ 50 chứ không được chạy tốc độ 40, tại vì chạy chậm sẽ giảm cản trở giao thông người ta, nhưng mà cũng không được chạy quá tốc độ 50, tức là không được chạy 60, tại vì lúc đó là phạm tội chạy quá tốc độ. Có nghĩa là khi cái bảng tốc độ tối đa là 70 thì mình phải chạy 70, không được quá. Nhưng nếu ngược lại, nếu mà bảng tốc độ có ghi là tối thiểu 70 thì mình cũng lại phải chạy 70, không được chạy dưới 70. Tức là bảng tốc độ nó có hai cái không được quá 70 tốc độ hay không được quá 50 tốc độ, hoặc là không được dưới 70 tốc độ hay không được dưới 60 tốc độ. Hai cái đó nó nói lên rõ ràng phải chạy như thế nào, không được quá hay là không được chậm quá. Đó là lý do phải thuộc lòng các bảng hiệu là vậy. Thêm một điều nữa để các em cũng biết là tốn kém như thế nào khi các em có một cái xe. Khi mà mua được một cái xe đó, thường thực là người nào chưa bao giờ có xe hay có tiền thì khoái có xe, nhưng phải biết rằng là khi mà có một cái xe tốn kém vô cùng, mà tốn kém gọi là không tưởng tượng được. Mình muốn mua một xe cũ hay xe mới đó là trung bình từ 10.000 đến 50.000, có khi cả 100.000 như chơi, tùy theo trình độ của mình gọi là có đủ tiền để mà mua hay không, biết không? Những người mà đi làm móng hay là đi làm mở tiệm hay là ấy, thường thường họ có đủ tiền họ mua những cái xe đắt tiền như vậy. Thứ nhất là tại vì đó là những tiền đen, tức là họ không dám đưa ra chuyển khoản. Nhưng bây giờ thì luật mới của nhà nước Đức cho ra là cấm không được trả tiền đen mà phải chuyển khoản để họ kiểm soát được cái tiền đó là tiền ở đâu ra. Đó. Nói tóm lại, mua xe cũ xe mới thì cũng phải tốn rất là nhiều tiền, từ 10.000 đến 50.000. Đó là con số không phải là ít. Khi mua xong rồi phải đóng bảo hiểm tai nạn đụng xe. Thì cứ mỗi năm cho những người đó, có thể từ 2 đến 4 đến 5 ngàn như chơi, tùy theo xem mình đắt tiền hay không đắt tiền. Con số này không phải là rẻ, 2 ngàn cho đến 4 ngàn, 3 ngàn, 5 ngàn. Con số này tức là mỗi tháng có thể nói là tới 200 euro, chỉ có tiền bảo hiểm mà thôi. Tiền xăng nữa, mình cứ tới trung bình 100 cây số là chạy được 6 lít xăng. Mà mỗi ngày là mình có thể mình chạy tới 100 cây số như chơi, ít nhất cũng 50 cây số, tức là tốn hết 3 lít xăng. Mà 1 lít xăng bây giờ là 1 đồng 7, thì như vậy là có thể nói là 5 đồng một ngày, 5 euro mỗi một ngày để các em phải tiêu thụ, phải trả cho nó. Và chưa kể là cứ 2 năm phải khám xe định kỳ, mỗi lần khám xe định kỳ là tốn kém từ 150 cho đến 200. Đó là chưa kể họ sẽ đổ thừa, hao mòn cái này, hao mòn cái kia, dầu nhớt thiếu cái này, rồi đủ thứ tất cả. Thì sẽ cộng thêm cho nó khoảng chừng 300-400 euro nữa. Mà nếu mà xe đắt tiền thì có thể lên 1.000 euro như chơi. Đó là tiền gọi là tốn kém. Chưa kể là cái giá trị xe sẽ giảm bớt đi theo từng năm. Trung bình là cứ 3-5%, có nghĩa là 3.000 cho đến 5.000 mỗi năm. Đó, cho nên các em phải cẩn thận. Mình mua 50.000 nhưng mà sau 1-2 năm đó mình sẽ bán lại nhiều khi chỉ còn có 40.000 mà thôi. Tức là mất giá dễ sợ lắm. Còn nếu mà đụng tai nạn thì coi như cái xe vứt thùng rác. Tại vì lúc đó không mua không ai bán. Chỉ hoặc là bán rẻ cho 100-200 euro thôi. Nói tóm lại có thể kể như là bỏ mất. Tóm lại nếu để tỏ ra mình giàu thì cứ đốt tiền, lấy tiền, nấu trứng như công tử Bạc Liêu. À, tại vì mua xe là chứng tỏ mình giàu, thì chẳng khác nào mình lấy tiền, đốt tiền nơi nấu trứng như công tử Bạc Liêu. Vậy chào các em. Yeah. Bây giờ chúng ta đi thực tế vào vấn đề bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì nó có chữ fair care. Fair care này đó, nếu mà nó là nomen thì defair care có nghĩa là
sự giao thông, nó là nomen. Nếu mà adjective á, fair cũng là adjective, thường nghĩa là sai. Ví dụ S is fair, tức là S is fine. À, các em phải hiểu. Cho nên nhiều lúc hiểu lầm thì nó nguy hiểm lắm. Cho nên phải nhớ fair nó có hai trường hợp, nomen hay là adjective. Và khi nối chữ fair với nhau á, thì lúc đó phải có chữ S ở giữa. Ví dụ như fair care tức là sự giao thông, ample tức là đèn xanh đèn đỏ. Như vậy fair care ample có là đèn xanh đèn đỏ báo hiệu giao thông. Fair care ample, fair care mitten tức là mitten là phương tiện giao thông. Fair care mitten có nghĩa là phương tiện giao thông. Ví dụ như bus, Straßenbahn tức là xe điện, Zug là xe lửa, taxi chẳng hạn. Đó là những fair care mitten, xe đạp cũng vậy. Fair care Zeichen là các bảng hiệu giao thông, bảng ưu tiên, bảng mất quyền ưu tiên, bảng đường một chiều, bảng này, bảng nọ, bảng cấm chạy, bảng cấm đỗ gì đó, thì tất cả đều là Verkehrszeichen. Verkehrsunfall là tai nạn giao thông. Chú ý trong chữ Verkehr này nó có chữ S ở chính giữa. Đó là điểm phải chú ý khi nối hai chữ lại với nhau. Forecast tức là các từ ngữ mình học ngày hôm nay nó liên quan đến vấn đề của mình ở đây. Thì đó là vấn đề thời gian. Heute, heute morgen, tức là heute morgen là sáng nay, heute nacht là tối nay. Heute nacht này có nghĩa là tối qua hoặc là tối nay. Thí dụ như là từ buổi sáng trước 12 giờ mình nói heute nacht, điều đó có nghĩa là tối hôm qua. Nhưng đến buổi chiều mình nói heute nacht thì đó là tối ngày hôm nay. Tức là tùy theo mình nói lúc buổi sáng hay buổi chiều. Heute nacht buổi sáng thì có nghĩa là tối hôm qua, mà heute nacht buổi chiều có nghĩa là tối hôm nay. Đồng, nó cũng có thể nói heute Abend tức là chiều nay. Đó. Cho nên dễ dễ hiểu lầm chữ heute Nacht. Heute Morgen là sáng nay, heute Nacht có hai nghĩa là tối qua hoặc là tối nay, heute Abend là chiều nay. Gestern Nacht là đêm hôm qua. Đó, tức là nếu mà mình thấy khó hiểu quá thì mình nói thay vì nói heute Nacht cái ngày tối qua thì mình dùng có thể là gestern Nacht là chiều tối hôm qua. Gestern là ngày hôm qua, vor gestern là ngày trước ngày hôm qua, ngày trước ngày hôm qua. Vor gestern là cái ngày trước của ngày trước ngày hôm qua nữa. Übermorgen là ngày mai. Frühmorgen là sáng sớm, morgen là buổi sáng, vormittag là buổi sáng, morgen là sáng sớm, frühmorgen là sớm hơn nữa. Vormittag là buổi sáng và mittag là buổi trưa. Nachmittag là chiều, Abend là tối, Spätabend là tối khuya, Nacht là ban đêm, Mitternacht là nửa nửa giữa giữa đêm. Các em phải nhớ chữ Mitter nha, Mitter có nghĩa là chính giữa. Đó, có nhiều người không biết cứ để là Mitter là sai, mà là Mitter tức là ngay chính giữa ban đêm. Đó, giống như Stadt Mitter là trung tâm thành phố thì là trung tâm của ban đêm có nghĩa là Mitter. Polizeistunden tức là cái giờ mà công an hay đi kiểm soát những người ban đêm. Đó là từ 10, từ 5 giờ sáng là công an nó chạy đầy đường, hay là có nhiều xe công an chạy để bắt những đứa nào thức khuya đi uống rượu. Lúc đó nó sẽ đi bắt cái giờ 5 giờ. Früh tức là buổi sáng sớm 5 giờ là sẽ thấy vài chiếc xe công an chạy vòng vòng đi tìm bắt những đứa nào đi chơi đêm, uống rượu qua đêm ở ngoài các quán ai quán ăn đó, hay quán bar đó thì cẩn thận cái đó. Verkehrsunfall ereignen, khi mà mình một tai nạn ở Verkehrsunfall tức là tai nạn giao thông thì người ta dùng chữ ereignen tức là xảy ra cái việc tai nạn giao thông, tức là mình gây ra cái chuyện tai nạn giao thông, người ta dùng cái chữ gọi là Verkehrsunfall ereignen nhé. Còn nếu mà dùng chữ Verkehr tức là sự giao thông thì beobachten tức là xem xét giao thông, achten là chú ý cho giao thông, beachten là cẩn thận khi mà giao thông. Đó. Tức là ba cái chữ này beobachten, achten, beachten, ba chữ này có ba ý nghĩa khác nhau. Beobachten nghĩa là quan sát, quan sát, verkehr. Achten là chú ý, verkehr. Beachten tức là cẩn thận đối với lại verkehr tức là giao thông á. Cho nên tùy theo các em trường hợp nào. Trường hợp các em beobachten hay là lúc có nguy hiểm thì phải các em phải achten đó, tức là mình thấy xe đông quá thì lúc đó phải achten, còn bình thường mình chạy thì mình không, mình chỉ cần beobachten thôi, nhưng mà achten là lúc đó thấy
có những đông người, đông xe hoặc là có tai nạn xảy ra trước mắt thì phải là accident. Còn bề accident tức là coi chừng có người đi bộ hay người đi 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 xe đạp hoặc là thằng xe trước chạy ẩu lệch ra ngoài thì cái đó là bề accident coi chừng nghe. Kreuzung tức là ngã tư, Mündung tức là ngã ba. Biegen tức là cua, cho nên là cua Kreuzung up biegen là cua gắt bên links hay là rechts hay là links 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 up biegen tức là cua gắt sang bên trái, rechts up biegen là cua gắt sang bên phải. Còn nếu mình nói là biegen nach links tức là biegen tức là hãy cua sang bên trái, biegen nach rechts là cua sang bên phải. Einbahnstraße là đường một chiều. Người ta thường nói là khi qua đường đó người ta dùng chữ überqueren. Tức là mình đi qua đường überqueren Straßen, Straßen überqueren là đi qua đường giống như cái kia Verkehrsunfall ereignen thì tiếng Đức nó dùng chữ überqueren Straßen. Schiene là cái đường ray xe xe điện chạy hay xe lửa chạy. Bahnhof là nhà ga. Haltestellen là bến xe, nó cũng gọi là Haltestationen. Còn nói rõ ràng là Bus Haltestellen là đó là bến xe bus. À, các em hiểu chứ hả? Đây là những cái Wortschatz để các em nhớ để ôn lại nghe. Và sau khi các em đã học được các Wortschatz rồi thì chúng ta đi vào bài bài học ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào học á, thì gợi ý một tí xíu để các em chú trọng trong bài học sẽ nói về cái gì. Thì cái bài giảng sau đây nữa là có một bài giảng gọi là Plusquamperfekt, the Plusquamperfekt, vì đây là một bài tường thuật về một cái Verkehrsunfall. Bài giảng sau đây có sử dụng Plusquamperfekt và đây là bài tường thuật về Verkehrsunfall. Trong bài á, các em sẽ để ý nó có trường hợp là preteritum và plusquamperfect để cho thấy cái thứ tự của thời gian sự kiện xảy ra rất là rõ ràng. Mình có ba cái trường hợp sau đây: tài xế xe con không chú ý đèn đỏ mà vẫn cua phải là một chuyện, bất chợt thấy người đi bộ ra, tài xế tránh họ và đụng xe điện, kết quả tài xế tử thương, hành khách cũng bị tử thương. Tức là ba thời về tính về thời gian ba việc này xảy ra. Thì về grammatic thì mình thấy tường thuật lại tai nạn là cái người đó họ tường thuật lại cái tai nạn đó và sau đó thấy có người đi bộ, tức là cái bây giờ tôi ngồi tôi kể lại người ta, tức là tôi là người, tôi hiện tại, tôi ở trong present, tôi hiện tại và tôi kể lại cái người, tôi là người thấy người đi bộ, kể lại là tài xế thấy người đi bộ, đó là chuyện kể của một người tài xế thấy người đi bộ đó. Cái này thì thuộc về preteritum hay là perfect. Và trước đó nó gây 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 ra cho là vì trước đó người đó không chú ý đèn đỏ, tức là cái việc không chú ý đèn đỏ xảy ra trước khi người ta gây tai nạn thì cái việc không chú ý là plusquamperfect đó. Như vậy là các em thấy rõ ràng cái thời gian diễn tiến sự việc nó là ba trường hợp hoàn toàn theo thứ tự thời gian.
Và sau khi các em đã học được các vọt sát rồi thì chúng ta đi vào bài bài học ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào học đó, thì gợi ý một tí xíu để các em chú trọng trong bài học sẽ nói về cái gì. Thì cái bài giảng sau đây nhá, là có một bài giảng gọi là Plusquamperfect, the Plusquamperfect, vì đây là một bài tường thuật về một cái Vers unified. Bài giảng sau đây có sử dụng Plusquamperfect, và đây là bài tường thuật về Vers. Trong bài á, các em sẽ để ý nó có trường hợp là preteritum và plusquamperfect để cho thấy cái thứ tự của thời gian sự kiện xảy ra rất là rõ ràng. Mình có ba cái trường hợp sau đây: tài xế xe con không chú ý đèn đỏ mà vẫn cua phải là một chuyện, bất chợt thấy người đi bộ qua, tài xế tránh họ và đụng xe điện, kết quả tài xế tử thương, hành khách cũng bị thương tử thương. Tức là ba thời về tính về thời gian ba việc này xảy ra. Thì về grammatic thì mình thấy tường thuật lại tai nạn là cái người đó họ tường thuật lại cái tai nạn đó, và sau đó thấy có người đi bộ, tức là cái bây giờ tôi ngồi tôi kể lại người ta, tức là tôi là người, tôi hiện tại, tôi ở trong present, tôi hiện tại, và tôi kể lại cái người, tôi là người thấy người đi bộ, kể lại là tài xế thấy người đi bộ, đó là chuyện kể của một người tài xế thấy người đi bộ đó. Cái này thì thuộc về preteritum hay là perfect, và trước đó nó gây 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 ra cho là vì trước đó người đó không chú ý đèn đỏ, tức là cái việc không chú ý đèn đỏ xảy ra trước khi người ta gây tai nạn, thì cái việc không chú ý là plusquamperfect đó. Như vậy là các em thấy rõ ràng cái thời gian diễn tiến sự việc nó là ba trường hợp hoàn toàn theo thứ tự thời gian.